bình luận viên ví Upamecano với Maguire. Phút 85, các cổ động viên nhận ra bình luận viên Ả Rập đã dùng từ Upa Maguire ghép tên giữa Upamecano và Maguire để chế nhạo trung vệ của Bayern ở trận tứ kết lượt về Champions League. Upamecano có một trận đấu đáng quên trước Man City. Phút 18, anh nhận thẻ đỏ sau tình huống truy cản Erling Haaland ngoài vòng cấm. May mắn đứng về phía tuyển thủ Pháp khi VAR vào cuộc và phát hiện tiền đạo đội khách việt vị. Chỉ 20 phút sau, Upamecano lóng ngóng để bóng chạm tay, dẫn đến quả phạt đền. May mắn tiếp tục đứng về phía trung vệ này khi Haaland lại sút bóng đi vọt xa. Sang hiệp 2, Upamecano một lần nữa gây thất vọng với tình huống trượt chân trong pha 1-1 với Haaland. Chân sút người Na Uy thoải mái đi bóng sát khung thành trước khi dứt điểm hạ gục Zoma ở phút 57. Fortmouth chấm Upamecano chỉ 5,5 điểm, thấp nhất trên sân. Trong khi đó, Goal nhận định Upamecano có một ngày thi đấu thảm họa trước Man City. Trang này chỉ chấm 1 điểm cho trung vệ người Pháp.